Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 7, giá vàng trong nước ghi nhận phiên tăng đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới có tín hiệu tăng lên mức 1.930 đô la Mỹ một ounce, cho dù đồng đô la và lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục tăng cao. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 67.120.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 67.050.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá thấp hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước đó. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.500.000 đồng một lượng, 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.520.000 đồng một lượng, chiều bán 67.030.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.550.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốn số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán từ 21.000 đồng một lượng đến 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.400.000 đồng một lượng đến 55.150.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.400.000 đồng một lượng đến 56.150.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.930,2 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 9,5 đô la với tỷ lệ 0,49%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.919 đô la Mỹ và cao nhất 1.930 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 55.100.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 12 triệu đồng một lượng,
và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9, 1 triệu đồng một lượng. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 31.027 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,43%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 102,99 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ nhảy vọt lên mức 3,874% một năm, tăng 1,45% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 70,58 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,74%. Thưa các bạn, mặc dù giá vàng gần như không thay đổi so với rạng sáng ngày trước đó, nhưng đã giảm so với mức tăng có được trong ngày. Trước đó, giá vàng đã đảo chiều tăng khi báo cáo mới nhất cho thấy hoạt động trong ngành sản xuất chậm lại trong tháng thứ 8 liên tiếp. Cụ thể, chỉ số sản xuất trong tháng 6 do Viện Quản lý Cung ứng công bố ở mức 46%, giảm so với mức dự báo 47,2%. Sau báo cáo, giá vàng đã tăng lên mức cao hàng ngày mới là 1.931,9 đô la Mỹ. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 trên sàn COMEX New York đã tăng 0,32% trong ngày. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy thị trường việc rơi vào vùng hẹp trong tháng 6 khi giảm 3,3% xuống còn 48,1%. Hiện, thị trường đang chờ đợi báo cáo tình hình việc làm của Mỹ trong tháng 6 sẽ được công bố vào phiên ngày hôm thứ Sáu. Con số bảng lương phi nông nghiệp chính được dự báo sẽ tăng 225.000 so với mức tăng 339.000 trong báo cáo tháng 5. Về mặt kỹ thuật, giới đầu tư vàng giá lên có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn, với mục tiêu tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 2.000 đô la Mỹ. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 2 là 1.846,8 đô la Mỹ một ao. Về tương lai, các nhà phân tích hàng hóa cho rằng quan điểm diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể giữ áp lực lên giá vàng lâu hơn. Hiện tại, thị trường đang dự báo lãi suất quỹ sẽ đạt đỉnh vào cuối năm và đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5 năm 2024. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một cơn gió ngược đối với vàng trong 10 tháng tới, vì đồng đô la Mỹ có thể sẽ vẫn mạnh và sức hấp dẫn của các tài sản mang lãi suất suy yếu. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ quá thắt chặt có thể sẽ đẩy nền kinh tế của Mỹ rơi vào suy thoái và bất ổn, đi kèm với suy thoái kinh tế có thể sẽ tạo ra chất xúc tác cho vàng. Trong báo cáo mới đây nhất của mình, công ty nghiên cứu kim loại quý tại Mỹ cho biết triển vọng diều hâu mới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sau cuộc họp tháng 7 kết hợp với dữ liệu kinh tế đáng khích lệ trong tháng qua đã làm tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất nhiều hơn. Kim loại màu vàng đã suy yếu khi bất ổn trên thị trường liên quan đến sự sụp đổ của các ngân hàng trong tháng 5 đã tan biến. Báo cáo viết, giá vàng đã giảm 7,8% so với mức đỉnh trong thời gian đó và đóng cửa giao dịch tuần trước ở mức 1.919 đô la Mỹ sau khi bảo vệ thành công mức hỗ trợ kỹ thuật 1.900 đô la Mỹ một ao. Theo các chuyên gia, giá vàng đang bị mắc kẹt quanh vùng 1.900 đô la Mỹ. Trong thời gian tới, vàng khó có thể bứt phá do hàng loạt các tác động từ kinh tế và chính sách tiền tệ. Không những vậy, vàng khó tăng giá bởi bất kỳ sự phục hồi nào của kim loại quý sẽ gặp áp lực chốt lời hoặc là cắt lỗ để thu tiền về của các nhà đầu tư. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023 trên kênh của Minh Phát, đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.